bây giờ bạn có thể đi đến trường rồi. Tạm biệt nhé. Sang đời đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bò chạy một dặm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Và mì bạn ơi, để sang đời đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bò chạy một dặm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt bạn chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn, ngựa tung hướng banh lên trời cao. Và mì bạn ơi, đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn, ngựa tung hướng banh lên trời cao. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt bạn chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Để sang đội đó ta thức thể dục bạn ơi, cụ kéo tay cậu ta hăng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Và mì bạn ơi, để sang đội đó ta thức thể dục bạn ơi, cụ kéo tay cậu ta hăng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt bạn chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Một trang trại E-I-E-I-O, trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò đực kêu mu mu và bò kêu mu mu, đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. McDonald là một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại E-I-E-I-O, trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chít chít và gà kêu chít chít, đây chít kia chít khắp mọi nơi chít chít. McDonald là một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại E-I-E-I-O, trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lợn thì kêu on on và lợn kêu on on, đây on kia on khắp mọi nơi on on. McDonald là một trang trại E-I-E-I-O. McDonald là một trang trại E-I-E-I-O, trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quắc quắc và vịt kêu quắc quắc, đây quắc kia quắc khắp mọi nơi quắc quắc. McDonald là một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại E-I-E-I-O, trên trang trại vài ba con cừu E-I-E-I-O. Kêu kêu ba ba và kêu kêu ba ba, đây ba kia ba khắp mọi nơi ba ba. McDonald là một trang trại E-I-E-I-O. Chào các bạn nhỏ, bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn
một lần nữa nguyên vẹn. Hôm thì đông thì ngồi trên bức tường, hôm thì đông thì ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không hề ghép hôm thì một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Nhưng con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Hãy uống thuốc của con đi, Johnny. Con yêu à. Tội nghiệp Johnny đang cảm thấy không khỏe. Hãy thử và cổ vũ anh ấy để giúp mẹ. Ui, ui, đi thôi. Mặt chúng mình vui lên đi và mỉm cười đi bé Johnny. Giúp Johnny quên đi nỗi đau, bé sụp sịt nhõng nhẽo. Mặc chúng mình vui lên đi này, cao có không còn đâu. Khuôn mặt hài hước nhìn tôi đây, bé à mình không sao đâu. Cậu ấy đã uống thuốc chưa? Chưa đâu, tiếp tục đi. Chúng ta cùng vui đi cùng, làm bé Johnny mỉm cười. Giúp Johnny quên đi nỗi đau, bé sụt sịt nhõng nhẽo. Mặc chúng mình vui lên đi này, cao có không còn đâu. Khuôn mặt hài hước nhìn tôi đây, em bé không sao đâu mà. Có tác dụng, có tác dụng. Thôi nào, chúng ta hãy nghĩ cách cho cậu bé dừng lại. Chúng ta cùng nhảy vui bé à, làm bé Johnny cười lên. Giúp Johnny quên đi nỗi đau, bé sụt sịt nhõng nhẽo. Chúng ta cùng nhảy vui đi này, cao có sẽ không thể còn. Xem nhảy nè, chúng ta vui lên, em bé không sao đâu mà. Tiếc ghê. À. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ba ơi. Con đang cười nhạo ba hả ông tướng? Đồ nhóc khỉ con. Bắt đầu nhé. Ba ngã xuống. Cuối cùng cậu ấy đã uống thuốc. Hoan hô.